mọi người, hôm nay mình có việc lên Vancouver, mình sẽ ghé qua một cái căn nhà open house. Thì open house là cứ cuối tuần 7 chủ nhật là họ sẽ open house cho tất cả mọi người vô coi. Thì mình cái giá nhà ở Vancouver nó nhiều giá lắm, có những căn nhà mà có 3 4 phòng ngủ mà đến 6 7 triệu. Thì mình không có đi quay những căn nhà đó cho mọi người xem xét, mình chỉ quay những căn nhà nào mà nó hợp lý. Thì cái căn nhà này mình sẽ đi quay là nó 4 phòng ngủ và nó có giá là 2 triệu 2 đô ca. Thì đô ca thì nó tầm 17 rưỡi 18. Thì cái giá đó mình thấy khá hợp lý, tại vì căn nhà của người bạn mình á, cái căn condo là căn chung cư, là căn hộ cao cấp á, ở ngay downtown Vancouver luôn. Thì một căn hộ nó cũng đã từ giá từ 400 đến 600 ngàn rồi. Còn cái nhà này là nhà single house, một cái nhà độc lập. Đây là một cái phòng đang cho thuê với giá là 1.200 1.200 1.200 1.800, chỉ có một phòng ngủ thôi. Yeah, thì ở trong đây nó có đầy đủ bếp, nút, phòng tắm và máy giặt máy sấy luôn. Đang cho thuê là 1.200, chỉ có một phòng ngủ thôi. Trong này là double garage, là đậu được hai chiếc xe ô tô thoải mái. Hồi nãy là mình đậu trước ở nhà, thì phía sau này đi một đường sâu thì để đậu xe ở đây. Và khi mà đậu xe vô rồi á thì bắt đầu mình đi vô nhà bằng con đường này. Thì ở dưới là có cái căn phòng nãy mình nói đó, cho thêm 1.200 á. Căn nhà này mình thấy khá là hợp lý và giá cả khá là hợp lý ở cái Vancouver này. Con nhà nó có một cái vườn, nó cũng phía trước nhà, thì phía trước nhà nó cũng có vườn luôn. Tất cả cái vườn trước và vườn sau á, nó có mấy cái water system hết, nghĩa là mấy cái hệ thống tưới nước hết, rất là tiện lợi. Thì cái nhà này nó có hai cái có cái double garage, thì mình đậu được hai chiếc xe. Tuy nhiên á, phía trước nhà á, là nó có street parking, nghĩa là đậu xe ngoài đường. Ai muốn đậu đậu. Mấy cái ngoài đường này nha, không phải là chủ nhà mới được đậu nha, nghĩa là ai muốn đậu thì đậu. Đằng xa xa kia có nhà hàng, thì bây giờ khách hàng họ đến ăn nhà hàng đó, họ đậu ở đây cũng được. Mình không được quyền làm gì họ hết. Bên đây á, chỉ khi nào á, mà mình gọi cảnh sát tới thâu cái xe đó, hoặc là hoặc là cảnh sát đó tới cho cái ticket cái xe đó. Chỉ khi nào á, mà mình đậu trước garage của người ta thôi, người ta không có ra xe được á, thì mình mới được kêu police tới. Mọi người thấy trước nhà không? Trước nhà cây cối quá trời luôn. Mà Vancouver này có nhiều con đường
hai bên hàng cây là đào lắm, rất là đẹp. Mọi người coi mấy cái video clip trước mình sẽ thấy. Mấy cây này mình không biết phải cây đào hay không, tại vì khi mà mấy cây đào này không phải mùa của nó thì nó sẽ màu xanh, nên mình không biết mấy cái này phải là cây đào hay không. Nó là quá đẹp. Thì bây giờ mình sẽ đi qua một cái công viên gần cái căn nhà này, tại vì mỗi khu dân cư ở đây á là nó đều có một cái công viên để cho gia đình chơi, để cho con nít chơi, thì nó chỉ cách khoảng chừng 600m thôi. Tuy nhiên là mình sẽ lái xe qua bên đó. Tới công viên gần cái căn nhà mà 4 phòng ngủ 2,2 triệu này rồi. Đó, có mấy bạn Tây đang bận đồ bikini, đang phơi nắng, nhìn cũng khá là vui. Ồ, bên này nó có sân banh luôn nha. Cái công viên này đối với mình á, đối với mình là nó khá nhỏ, tại vì đây là đất ở trên Vancouver mà. Đất trên Vancouver thì nó không bằng đất mấy khu chỗ của mình được. Chỗ mình là thành phố Surrey, nó cách Vancouver khoảng từ 15 tới 20 phút lái xe trên freeway. Sân banh ở đây cũng không có đẹp. Để vài bữa mình đi đá banh với đám bạn mình quay cho mọi người xem cái sân banh. Tất cả mấy sân banh đây là miễn phí hết, ai muốn đá thì đá, sân banh đây không có đẹp. Sân banh ở chỗ mình á, mấy cái cỏ của nó là cỏ nhân tạo, rất là đẹp luôn, đẹp còn hơn cái sân mà có phí luôn. Ai muốn đá thì đá. Bây giờ bữa mình đi đá banh với bạn mình sẽ quay cho mọi người thấy. Cho nên so với cái công viên ở Vancouver gần cái khu nhà này á, là công viên này cũng được thôi, không có đẹp. Có khá là nhiều công viên ở Vancouver cũng đẹp hơn đây nhiều. Nhưng mà ở đây là vậy á, cứ mỗi lần cái khu dân cư là nó sẽ có một cái công viên gần nhà để cho cái dân cư họ ra đây họ chơi. Rồi, đây là vừa rồi mình đã quay cho mọi người thấy một cái căn nhà 2,2 triệu chưa chảy giá ở ngay thành phố Vancouver. Nó thiết kế khá là đẹp, căn nhà này của một người Mỹ trắng. Thì cái người bán cái căn nhà này, cái người mà agent bán căn nhà này cũng là người Mỹ trắng luôn. Cái thiết kế căn nhà đó khá đẹp, mình khá thích. Thì ở trên tầng trên đó là 3 phòng ngủ. Ở dưới là phòng khách và phòng nấu ăn. Rồi ở dưới nữa là có một cái phòng media, phòng đó là phòng chiếu phim hoặc là phòng sinh hoạt gia đình. Và tầng dưới đó nó cũng sẽ có ngăn một cái phòng riêng, có một lối đi riêng để mình cho thuê được khoảng 1,200. Nó chỉ một phòng ngủ thôi. Tuy nhiên trong cái căn phòng đó thì nó có luôn bếp nút, có luôn máy giặt, máy sấy và phòng tắm, rất là tiện. Thì một bà đang thuê là với giá là 1,200. Còn mà trên 3 phòng ngủ đó thì là gia đình mình sẽ ở. Và phía sau bách do là nó có một cái bàn ăn BBQ rất là đẹp. Và cái sân bách gia và sân phía trước trước nhà mình có thể trồng rau, trồng cây, trồng hoa được. Mình muốn trồng gì đó mình trồng. Nhà single house là đất của mình thì mình có quyền trồng rau. Còn mà nhà tao house, nhà phố liền kề là mình không được trồng, tại vì mình phải giữ cho nguyên một khu phố nó có cái hình ảnh giống nhau. Và cái nhà này có giá là 2,2 triệu, nhưng mà mình chỉ đóng thuế đất một năm khoảng chừng 4,800 thôi, 4,800 đô ca. Clip sau mình sẽ quay những căn nhà khác ở xung quanh khu vực thành phố Vancouver này. Và khoảng chừng tháng 8 mình sẽ lái xe qua Mỹ, mình sẽ quay một vài căn nhà ở bên Mỹ. Thì cái thành phố Seattle là thành phố sát bên nơi mình ở luôn. Từ chỗ mình lái xe qua Mỹ chỉ có 15 phút thôi. Rồi mình sẽ lại thành phố Seattle, mình quay một vài căn nhà và một vài giá cả nhà ở thành phố Seattle, tiểu bang Washington. Rồi, xin chào mọi người, hẹn gặp mọi người ở clip sau.